Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị một cái loại cây dây leo à. Và cái loại dây leo này á, thì không chỉ có hoa mà có trái cực kỳ ngon luôn nha quý cô chú anh chị. Và rất là bổ dưỡng, đặc biệt là những ngày hè nóng bức thì mình cần phải giải khát. Mà giải khát thì quý cô chú anh chị phải nhớ đến ngay các loại chanh. Thì một trong những cái loại đó thì mình có là chanh ngọt, có quý cô chanh dây ngọt có quý cô chú anh chị. Cái dòng này thì mình có thể cho cây bò hàng rào, hoặc là mình bắt những cái vàng để cho cây leo lên thì vừa tạo bóng mát và vừa có trái rủ xuống thì cực kỳ đẹp luôn. Và cái dòng này thì trái quanh năm luôn nha quý cô chú anh chị. Và cái cây mình đang ở trong chậu C9 và chiều cao của cây thì thường khoảng 50 cho đến 60 cm. Thì sau đây thì Ngọc Ngân sẽ mời quý cô chú anh chị mình cùng đi hái cái trái chanh dây ngọt cùng với Ngọc Ngân nha. Thì cái này Ngọc Ngân trồng ở trước cửa hàng gạo quý cô chú anh chị, thì để cho gia đình dùng. Và cái thứ hai nữa thì quý cô chú anh chị ở xóm mà có đi ngang mà có yêu thích những cái trái chanh dây ngọt có thì có thể hái về để sử dụng. Thì chanh dây ngọt thì nó có nhiều cái ứng dụng lắm nha quý cô chú anh chị. Đầu tiên là mình có thể ăn tươi nè, cái thứ hai là mình làm nước uống thì cực kỳ thơm ngon luôn, và cái thứ ba nữa là mình có thể sử dụng mình nấu lẩu chanh dây thì cực kỳ ngon nha quý cô chú anh chị. Rất là thích. Đây là một trong những cái loại cây rất là đáng để sưu tầm. Thì không đợi quý cô chú anh chị chờ lâu thì Ngọc Ngân sẽ dẫn cho quý cô chú anh chị mình cùng đi hái trái chanh dây ngọt với Ngọc Ngân nha. Dạ, ở đây là trước cửa nhà Ngọc Ngân luôn nè quý cô chú anh chị. Ở đây thì mẹ trồng, mẹ với cha trồng mấy cái cây chanh dây ở trước cửa nè. Trồng có một dây thôi quý cô chú anh chị mà ăn cả nhà vô sớm luôn. Đây là có trái rất là nhiều luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, trái quanh năm xuyên suốt luôn. Dạ đây. Dạ đây là ở mặt ngoài nè. Quý cô chú anh chị có thấy là những cái trái chanh dây nè quý cô chú anh chị cực kỳ thích luôn phải không quý cô chú anh chị. Những cái trái xanh này thì nó chưa có chín nha, cái trái vàng mới nó mới chín. Trái chanh dây thì nó khá là bự luôn. Dạ rất là đẹp luôn phải không quý cô chú anh chị. Đây là những cái trái chanh dây ngọt có quý cô chú anh chị. Dạ thì để Ngọc Ngân sẽ tìm một cái trái màu vàng để Ngọc Ngân sẽ hái, Ngọc Ngân chẻ ra cho quý cô chú anh chị xem nha. Dạ trái chanh thì rất là nhiều luôn nha quý cô chú anh chị, ăn cả sớm không hết luôn. Dạ đây, đây là những cái trái chanh nó đang bé đây. Dạ Ngọc Ngân và quý cô chú anh chị thì đã cùng nhau mình hái được cái trái chanh dây rồi nè quý cô chú anh chị. Cái trái này vàng thì nó chưa có chín nhiều lắm nha, nó cũng chín, mới có chín hơi thôi, nhưng mà ăn thì cũng rất là ngọt rồi. Và đặc biệt là Ngọc Ngân rất là thích làm cái nước uống chanh dây á, cũng như là lẩu chanh dây. Lẩu chanh dây thì cực kỳ thơm ngon luôn, thay vì mình sử dụng tắc me rồi khóm để mình làm những cái vị chua để khi mà mình nấu canh chua, lẩu chua, thì khi mà mình sử dụng chanh dây để mình nấu lẩu chua thì cực kỳ thơm luôn nha. Thì nấu lẩu chua thì mình có thể sử dụng chanh dây chua. Bên cửa hàng của Ngọc Ngân thì cũng có cung cấp chanh dây chua luôn, hoặc là chanh dây ngọt. Thì chanh dây ngọt thì mình sẽ làm cho cái món ăn của mình thêm tăng hương vị. Còn nếu như mình thích ăn chua nhiều thì mình có thể thêm ít tắc vô nữa nha quý cô chú anh chị. Chanh dây thì mình hái xuống mình để được khá là lâu luôn nha quý cô chú anh chị. Trời ơi, con dao nó xài nó hơi lâu quá, nó mình không có mài, nó không có được bén lắm á. Dạ chẻ được rồi. Dạ đây. Dạ đây, ôi trái chanh dây mọng nước luôn á quý cô chú anh chị. Giữa cái ngày hè nóng bức này mà được một cái chanh dây thơm ngon để thưởng thức thì còn gì bằng nữa phải không quý cô chú anh chị. Dạ nó thơm một cái mùi giống như là làm như là có mật ong ở trong đó vậy. Nó thơm mà nó ngọt, nó dịu. Ngọc Ngân khoái ăn luôn cái hạt đó quý cô chú anh chị, nhai nó rất là giòn, nó thơm, nó ngon quá. Do cái trái này nó chưa có chín nhiều nên nó có vị chua khoảng 10% ở trên đây, nhưng mà Ngọc Ngân thì thích những cái dòng mà nó chua chua ngọt ngọt á, thì ăn nó có rất là nhiều vitamin. Quý cô chú anh chị có nghe Ngọc Ngân nhai rụm rụm không quý cô chú anh chị? Thơm mùi mật ong ngon quá trời ngon luôn. Thì quý cô chú anh chị có yêu thích cái dòng chanh dây ngọt thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân cả nhà nhé.